Còn cái cảm xúc của em như thế nào sau cái lần đó mình đã trao cho ảnh, thì cảm xúc của em sao? Em mới là biết dậy mình kiếm sớm hơn đó. Đang nhậu thì em hỏi luôn: ba, tối nay con được ngủ với vợ con chưa? Thì ba nói sao? Cả cái gia đình bên vợ đều nhìn em móc mũi rồi dán người em. Trời ơi, dán người em, dán bất cứ chỗ nào thì mình phải lên ba lên chân móc vậy. Giờ nâng cấp lên nữa là vậy, như là dán thôi vô người thôi đi, còn như là chiêu trò lừa cho mất cảnh giác để mà phải vô miệng em mới được. Vậy hả? Trời ơi, dễ sợ quá vậy. Gương mặt giống nhau hóa. Trời, chị đang tính nói đó, chị đang tính nói mặt phu thê đó. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Thuận, chào tất cả mọi người. Em tên Khương, năm nay em 30 tuổi, em đang hoạt động trong ngành marketing. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Thanh Uyên, hôm nay em 29 tuổi, em đang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Hai bạn này chắc là sao ta? Hả, em đoán đi. Đoán nghe, chắc hai bạn này, chắc bạn này đi làm một cái chương trình, đi giới thiệu một cái dự án, một cái sản phẩm gì đó. Vô tình gặp cô này làm trong một cái công ty truyền thông và nhờ cô ấy PR, rồi sau đó quen nhau luôn, đúng không? Dạ không. Không. Ông chỉ làm ông mụ thôi à, chứ còn ông đừng có làm ông thầy bói nha. Khó quá. Vậy bây giờ hai bạn quen nhau như thế nào? Dạ, thật ra thì câu chuyện mà tụi em quen nhau mà tụi em sắp kể ra đây thì ba mẹ hai bên cũng chưa biết luôn. Tại vì tụi em không có quen nhau trực tiếp, mà thật ra tụi em quen nhau qua online. Chi tiết là qua ứng dụng hẹn hò. Em lúc đó là còn đang độc thân trong cái hội ế, chị em hội ế. Thì mấy bạn có rủ nhau là ê thử cài này đi, lên ngắm trai. Mà chủ yếu lúc đó là em lên em chỉ quẹt trai tay thôi. Tại vì em ngắm trai tay xong rồi ngẫu nhiên một ngày em mở lên thấy anh này nhắn tin với em. Thì em mới nhìn lại em nói ủa cái profile này thì không thể nào mình quẹt phải được, tại vì không phải trai tay rồi. Thứ hai nữa là không có hình gì mà gương mặt hết. Anh để 3-4 tấm hình mà toàn là cái chụp đôi chân không à. Như vậy thì không thể nào mình quẹt cái này được. Thì chắc có nhầm lẫn đâu đó rồi. Rồi còn em thì sao? Lúc mà em có thấy nhận diện được cô này không? Hay là cũng chỉ thấy dò với cẳng? Em có để mặt. Em kể lại một chút xíu về cái mục đích mà em sử dụng cái app này luôn. Em không có ế hay là em có tìm kiếm gì ở trên đó hết. Tại vì cái nghề của em là bên marketing, về bên công nghệ, cho nên có cái gì hot mới về công nghệ em sẽ thử để có thể em viết một bài review hay gì đó về cái app thôi. Thì nói chung cái app đó em sử dụng trong vòng chắc chừng 5 ngày thôi là em xóa rồi. Wow, 5 mình... ngày mà có bà vợ hay thì... Rồi bây giờ bao lâu thì các bạn mới gặp nhau ngoài đời? Chắc khoảng 1 tháng sau. Đó là ngay dịp lễ 2 tháng 9. Em mới đi ăn với bạn. Thì anh cũng hỏi em hôm nay lễ có đi đâu chơi không. Cái em đang ăn, cái em chụp hình cái bàn ăn với chai bia gửi qua. Cái ảnh trùng hợp anh cũng đang đi nhậu với bạn, cũng chụp hình đồ ăn với chai bia gửi qua. Thì nói ô trùng hợp quá vậy, thôi mình ráp qua. Em qua nhóm bạn bên này ăn cùng, nhậu cùng. Thật đó. Mỗi lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời. Dạ đúng rồi, lúc đó mới gặp nhau ngoài đời. Rồi ấn tượng của em về anh này lần đầu tiên gặp mặt ảnh là như thế nào? Dạ em không thích. Tại vì lúc đó người kiểu mà em thích là sẽ cao, ốm. Thì chồng em lúc đó không phải. Ảnh mập hơn trong hình, ảnh trắng, trắng còn hơn em nữa. Mà nói chuyện cái giọng lúc đó em nghe sao nó mái mái. Hình như anh này có gây gây sao. Rồi không cũng... Không đúng gu luôn. Dạ, không đúng gu thì thôi luôn. Nhưng mà nha, em thì sao? Em gặp cô này em ấn tượng của em sao? Lúc mà em coi hình á thì có vẻ cô này rất là nghịch ngợm. Còn lúc ở ngoài thì em nhớ bữa đó mặc một cái áo caro trắng đen và một cái váy màu đen, nhìn rất là đầm. Em thích những người mà lúc đó thì cô cũng hơi tròn. Em cũng thích như vậy. Như vậy có nghĩa là vợ là đúng gu của chồng, mà trong khi chồng là không đúng gu của vợ. Rồi làm cách nào mà hai người quen được ta? Rồi thì sau đó em lại chỉ là em nghĩ là gặp nhau ăn đi chơi với bạn bè rồi qua lại nói chuyện vui lúc đó rồi thì thôi. Xong rồi hôm sau rồi anh cũng nhắn tin, sau đó anh nhắn tin nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, rồi hẹn đi chơi, rồi cũng quan tâm, thấy săn đón cũng nhiều. Nói chung là ảnh là người chủ động coi như theo đuổi em đúng không? Tức là lúc đó đâu còn cảm giác là anh ấy gây nữa đúng không? Dạ. Lần đầu tiên các em đi chơi xa, thật xa và dành cho nhau đó là ở đâu? Là ở đâu? Ở Sài Gòn hay ở Đà Lạt hay ở Vũng Tàu? Đầu tiên của tụi em là ở Sài Gòn. Nè hả? Và cái lần đầu tiên đó thì ảnh cũng là người đàn ông đầu tiên của em luôn. Đó. Lúc đó mới biết. Rồi lúc đó cái cảm xúc của em sao? Đó. Em òa vỡ, em sung sướng, em mãn nguyện. Em... Không, em sợ. Em sợ. Em trách nhiệm dữ quá hả? Dạ không phải, không phải nó về trách nhiệm mà cứ sợ là bạn này sẽ cảm thấy không thoải mái. Mình nên làm gì?
Tại mình chưa có gặp cái trường hợp này bao giờ. Cái sợ, đâm ra sợ. Thế còn cái cảm xúc của em như thế nào? Sau cái lần đó mình đã trao cho ảnh thì cái cảm xúc của em sao? Thì em mới là biết vậy mình kiếm sớm hơn. Đó. Đúng rồi đó. Đó tại vì cái quan điểm của em là nếu mà quen bạn trai á thì xác định có đi xa được á thì em mới dẫn về giới thiệu với gia đình, cũng như là em nói là em sẽ trao cho người nào là chồng của em thôi. Thì đó lúc đó cũng là anh cũng là người đầu tiên bạn trai em dẫn về nhà luôn. Ba mẹ em biết luôn chứ đó giờ là mẹ nhà là không có biết là em có bạn trai là như thế nào, rồi em cũng không có up hình Facebook hay gì hết, cũng không có kể mẹ nghe hay gì luôn. Rồi sau đó em đã lên kế hoạch cầu hôn cô ấy như thế nào? Lúc đó là em lên kịch bản sẵn rồi. Hai đứa đó chắc theo như anh nói là chuyến đi chơi xa đó là của riêng hai đứa. Thì em có một team quay phim gì kia hết rồi, lên trên Đà Lạt sẵn. Và cái nhẫn của em tính cầm theo, và một bạn sẽ dùng Playcam đưa cái nhẫn cho em ngay trên đồi chè để em cầu hôn ngay trên đó. Em đã đặt xe khách sạn mọi thứ rồi. Bạn em nằm trên Đà Lạt đợi sẵn rồi. Còn kết quả sao chắc em kể ha. Đâu rồi, em cũng thành thật em nhắn với mẹ là con đi chơi Đà Lạt với anh Khương nha. Cái mẹ là mày gọi lên điện không được, lúc đó mẹ không cho đi, tại mẹ nói là chưa có cưới rồi gia đình qua lại chưa gì hết, đâu mà đi riêng như vậy. Thôi mẹ thấy cũng không hay lắm, đừng đi. Thì em cũng đâu biết kế hoạch ở đâu, nó ồ thôi không cho đi thì thôi dịp khác mình đi. Rồi anh cũng im luôn. Thì mãi sau này em mới biết đó là một cái kế hoạch đã hoành tráng sẵn sàng chờ nha, ở chờ em ở Đà Lạt. Cuối cùng bị fail, em tức tới giờ luôn. Tại vì em ước mà mơ là em phải có một cái buổi lãng mạn sáng tạo các kiểu. Rồi sau đó là có một cái buổi khác nó giống như vậy không? Dạ không, lúc đó đang ngồi quán cà phê bình thường. Cuối cùng thì cầu hôn nó bình thường, không thể bình thường hơn. Nó hết lãng mạn mà nó hết lãng xẹt. Bởi vì mình tính không bằng trời tính đúng không? Đó. Dạ, mình tính không bằng mẹ tính. Rồi bao lâu thì tụi em mới đám hỏi? Nếu mà kể về chuyện đám hỏi thì lúc mà tụi em quyết định sẽ đám hỏi là ba mẹ tính, ba mẹ hai bên tự tính luôn. Cái ngày đám hỏi là em phải xuống nhà gái rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Và đêm đó phải ở lại dưới đó. Dạ đúng rồi. Và có nhậu với ông và vợ không? Dạ có chứ. Cái lúc đang nhậu thì em hỏi luôn: ba, tối nay con được ngủ với vợ con chưa? Thì ba nói sao? Chứ vợ cả không? Cái gia đình bên vợ đều nhìn em. Chắc khoảng chừng 15-30 giây sau ba vợ mới kêu: ừ thì đám hỏi xong rồi, coi như bước chân vô nhà rồi, thôi tối nay cho ngủ. À, cái cách ảnh xin mắc cười lắm. Để ngồi xem, ngồi em rút cái chân em lên, cái em ngồi em ôm cái chân em này, cầm ba giờ con ngủ vợ con được chưa mà cầm cái chân em như này, giống như là cầm cái súng. Ba phải chịu thôi, nó nói vậy mới cho chứ sao. Nghĩa là tụi em mới đám cưới đây là được 9-10 tháng đúng không? Dạ. Bây giờ 9-10 tháng ở chung với nhau có tật xấu gì lòi ra không? Sau khi đám hỏi chừng 1-2 tháng là tụi em dọn ở chung rồi. Vợ em có cái rất là chậm, làm mọi thứ rất là chậm. Nhiều khi tắm 1 tiếng rưỡi em cũng không biết làm gì chậm luôn. Chà toilet thôi. Không, chà toilet là em chà không à. Rồi, còn gì nữa nè? Đặc xấu gì nữa nè? Ăn đó. Cũng chậm nữa. Nhiều khi con khóc vậy mẹ cứ ngồi ngoài mẹ ăn. Ủa, tụi em là có em bé rồi hả? Dạ. Em bé cũng được 3 tháng rồi. 3 tháng. Rồi, tiếp tục đi. Có đặc xấu gì nữa không? Ở rất to. Rất to. Dạ. Cái này giống như em nghĩ là cái thói quen thôi, chứ không phải là cố tình. Nhưng mà chỉ trước mặt ảnh thôi chứ em đi ăn ngoài đâu có. Mà mỗi lần mà ở được trước mặt ảnh gì chắc khoái lắm đúng không? Sướng. Rồi tới em đó. Anh này được cái ảnh ở rất là sạch sẽ, mà không hiểu sao chơi dơ với em. Bên này ở, còn bên này chơi dơ. Chơi dơ gì? Móc mũi rồi dán vô người em. Trời vừa. Vừa. Dán vô người em, dán bất cứ chỗ nào cũng là phải lên tay lại chung móc. Mà em ghét cái đó không? Ghét cái tật cũng đó hơi không? Hơi gớm gớm. Ghét cô nào trời cho cô đó. Mà giờ nâng cấp lên nữa rồi chị, như là dán thôi vô người thôi đi. Còn như là chiêu trò lừa ra mất cảnh giác để mà phải vô miệng em mới đi. Trời miệng em. Vậy hả? Trời ơi, dễ sợ quá vậy. Em thích nhìn cái phản ứng mà dễ đành đạch vậy đó, em thấy em vui vậy được. Ghét rồi. Cái này. Nhưng giờ em mong muốn chồng em thay đổi cái gì? Nếu như cho được quyền em mong muốn. Chắc nếu vậy thì em không, hiện tại thì em không có mong muốn cứ chồng thay đổi gì. Đúng không? Dạ. Vậy đi ha. Chồng cứ y vậy. Rồi giờ Khương thì giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ thì chắc làm gì đó nhanh hơn một chút xíu, tại bây giờ mình đã có em bé rồi. Thì lúc gì cũng phải tranh thủ. Đúng là mình phải tập cái nhanh nhẹn khi mình đã làm mẹ rồi. Tại vì con của mình á bây giờ nó 3 tháng thôi đúng không? Rồi đến lúc mà nó biết đi
Lúc đó cần nhất cái sự nhạy bén của người mẹ khi mà chăm sóc con. Bởi vì nó sẽ té, nó sẽ đập đầu vô cạnh bàn, hay là rất nhiều những cái sự cố xảy ra cho một đứa bé. Mà lúc đó cái sự tháo vát và nhanh nhẹn của người mẹ là cực kỳ quan trọng. Cho nên em phải tập từ bây giờ. Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai em. Dạ. Chúc hai em hạnh phúc và vui vẻ nha. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Hai đứa nha. Dạ, em là Nguyễn Tấn Danh, năm nay em 30 tuổi. Em sinh ra ở Bình Định. Dạ. Em là kỹ sư xây dựng. Em tên là Lê Thị Phương Diễm, em 25 tuổi. Em sinh ra ở Lâm Đồng và đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng. Cơ duyên nào hai người gặp nhau? Là giống như là mối tình phòng trọ vậy. Lúc đó là em là người giống như là sống lâu lão làng, chủ nhà là tin tưởng giao cho em quản lý và hướng dẫn cho các cô hay là các cậu tới thuê. Thì lúc đó là vợ em là tới thuê nhà, thế nhìn cái cách nhìn ra cái nhà như là nhìn để soi mái xem thử vợ như thế nào. Nhìn sao đâu, nhìn sao mới cách em nhìn này nè. Khi mà em thấy ảnh nhìn như vậy đó rất là khó chịu, tại vì cái cách nhìn soi mói này, nhìn dò xét, có bỏ đi không? Gây ghét bán ảnh, không nhìn gì hết, bỏ đi. Vậy hả? Dạ, em bỏ đi luôn. Nhưng mà sau đó em phát hiện ra anh này có cái tài là hát và đàn rất là hay. Ủa, bỏ đi luôn rồi sao phát hiện nè? Dạ, sau này ở. Có nghĩa là em ấn tượng ông xã em ở cái giọng, ở cái giọng hát và dạ, cái ngón đàn, dạ, phải không? Dạ, đàn, dạ. Cho nên em mới nói ảnh thôi nhận em làm học trò. Trời ơi. Trời hay vậy. Coi như là đến độ mà từ ghét, từ bực bội bỏ đi mà muốn nhận làm thầy luôn á hả? Gọi như là giống như là gà hay thì hay gáy, mà người đánh đàn được thì hay người đánh khuấy tân tơ như thế. Anh thích nhất bài nào? Hạ Trắng hay Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn. Cái Diễm này nè. À, đâu hát thử hai câu Diễm Xưa coi. Mưa vẫn mưa bay trên tần tháp cổ. Tần 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 tần. Nhiều nắng. Tần nắng nắng. Tôi nghĩ là trong cái lúc mà bạn hát cho Diễm nghe chắc chắn là sẽ không có được. Thật ra em bây giờ nó rối, hồi đó thì nhớ, còn bây giờ như quen rồi nó rối. Vậy thì giờ anh hỏi Diễm là lý do vì sao mà hai người yêu nhau? Lúc đó là em tới phòng trọ, nhưng mà khoảng một tháng đó là em bị thất tình. Cho nên em ngồi chỗ hành lang đó, em khóc. Cái anh này đi ra, cái ảnh đá nhẹ vô người em. Ủa em bị sao vậy? Cái em chỉ ngước lên nhìn không nói gì hết. Cái ảnh mới nói thôi, để hôm nay anh làm xe ôm chở em đi nha. Ơi, đá vậy hả? Ê, có chuyện gì? Ê, có chuyện gì hả? Đó là em ơi, có chuyện gì? Ê, có chuyện gì? Đó thì vợ lúc đó cũng buồn, mà có người mà chia sẻ thì vợ cũng chấp nhận. Thì lúc đó em mới mượn cái xe đạp, mượn cái đạp của vợ chở vợ đi. Em cũng không tâm sự nhiều, tại vì mình cũng đâu biết ý tứ anh này sao đâu mà nói gì. Cho nên em cũng kể là thì em cũng buồn, đang thất tình. Cái ảnh lái sang chuyện khác, anh nói cho em nhìn kìa kìa thấy sao vô, sao cày không. Nhạc sĩ Tập Duy có một bài hát là bài ca sao. Mượn em nhờ mấy câu trong đó thôi, xe em con trai nhớ. Thì bài ca sao Phạm Duy có báo là sao tua chính cái nằm kề, thương em từ Thuế mẹ về với cha. Sao vua chứ sáu cái nằm xa, thương em từ Thuế người ra người vào. Túm lại là chỉ có sao là thương thôi. Sao thôi. Chân thành quá, vừa chở đi xe đạp quá trời mà còn hỗn hển mà. Sao vua với lại sao, sao gì nữa. Sao vua, sao cao. Rồi sau đó thì là hai người hẹn hò với nhau thì có khi nào mà lấy xe đạp để mà chở vợ đi nữa không? Dạ không, sao cái đợt đó thì em về em bị ốm mất 2 ngày rồi. Chứ còn gì nữa, bệnh thì làm sao mà dám đi xe đạp thêm lần nữa. Vừa đói mà vừa khát mà vừa bệnh đó. Sao em không mượn xe máy của bạn dạ, mà chở? Về sau cũng có rút một kinh nghiệm, thế mà mượn cái xe máy của một cô để mà đi chơi với cô này. Trời ơi, vừa lúc đó vợ biết không? Dạ không. Chuyện bây giờ mới kêu. À, có nghĩa là bây giờ em mới biết là cái xe đó mượn của một người con gái khác hả? Dạ. Đừng có nói là em để ý hoặc là người ta để ý em nha. Không, người ta để ý em thôi em. Nó. Chứ là lúc đó em nhớ là em mượn cái xe đi nửa đường nó sang. Trời mưa nữa. Em không biết đường nào mở đó. Em rút ra em kiếm hoang. Em sao sao người đường cái xe thì còn không có cái lỗ lúc nào mới sang. Sao đường sang? Trời ơi, cái xe đi không có lỗ. Bây giờ mới kể. Nhiều khi chân thành vậy á mà ông trời cũng thương đó. Rồi trong lúc hẹn hò thì có cái điều gì mà ấn tượng của Danh mà khiến cho Diễm cứ nhớ hoài tới giờ? Anh đánh đàn hay, em học đàn. Xong rồi riết hồi cái tự nhiên thương luôn. Rồi mới quen nhau. Rồi sao hôn nhân thì như thế nào?
sau hôn nhân á, có hai điều làm em ấn tượng. Cái điều thứ nhất á, là chồng của em là cả ngày không uống nước cũng được. Trời, khô khan dữ vậy em. Hay có hành động mà chọc cười em rất là thú vị và dễ thương. Tức là hay vô toilet hú lên xong rồi hát giọng bình định á, em nghe rất là vui. Ồ vậy hả, hát thử đi. Và em thì em thật ra là em chán bằng phải hát. Em nói đúng cái tính giọng của quê em là nó đã đúng cái bài đã thân rồi thôi. Đó, em hồi em hát là nó như thế này. Khán giả vỗ tay ủng hộ em. Thân này, trách thân này, thân sao chứ lận đậm này. Mình này, trách mình này, số phận hầm vô chứ bỏ thân tôi cực khổ, tôi eo nghèo. Nên vợ tôi nó mới không ở nữa, nó mới theo cái nậu rồi. Rồi, hai vợ chồng lấy nhau vậy chắc có lẽ là có những cái giây phút rất là hạnh phúc bên nhau, chẳng hạn như là đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? À, dạ không, cái đó nói tới là em buồn. Ảnh là dân xây dựng công trường đó, cho nên là khi mà cưới nhau ở quê rồi đi vô Sài Gòn, cái anh đi nửa đường cái tới Phan Thiết là phải tới nơi công trình ảnh. Cái anh kêu thôi em ở lại đi về nha, anh xuống công trình đây. Là anh bỏ em từ Phan Thiết về tới Sài Gòn. Một cô dâu mới mà phải từ quê một mình một thân đi về Sài Gòn. Xong rồi hả, cũng không có tuần trăng mật, cũng không có đêm tân hôn luôn. Trời, giờ nghĩ lại hụt hẫng. Tới bây giờ em vẫn giận ảnh hả? Quả trời, vậy là nguy hiểm á nha. Không, nghĩ không, sao đẹp gì mà không có đêm tân hôn, tuần trăng mật em thiệt. Nếu mà đem vô hợp đồng hôn nhân là cũng một cái hợp đồng giống như xây dựng á, thì đây người ta quy vào điều kiện bất khả kháng vậy. Công trình nó cái vị trí của mình, công việc nó quan trọng quá, sức ép công việc nó quan trọng quá, cho nên mình phải có mặt. Coi như là mình hy sinh cái chuyện riêng mà vì chuyện công, như vậy là đáng thương, không ai là đáng trách. Em hỏi nhỏ em nha, em có vợ đẹp gì em có ghen không? Dạ em thì ít ghen, tại vì có lẽ là vợ chồng hiểu nhau. Còn vợ em thì có hơi thỉnh thoảng hơi ghen lại thôi chứ. Em ghen ông xã em hả? Tại vì bả là ngày xưa là bả thích em là thích chơi đàn cái thiết này, mà dạo này thằng bả lại bả là ghét chuyện đó. Sao vậy? Lúc đó là yêu nhau à? Lý do yêu nhau là nhờ là mê cái tiếng đàn và tiếng hát của anh, sao giờ cưới nhau rồi lại không mê là sao? Chính vì vậy đó anh, tức là khi yêu nhau là anh ta dùng đàn để cưa đổ em à, cho nên bây giờ anh nhậu xong chạy về ôm đàn đi. Ôm đàn đi à? Là hát chứ không hát cho em nghe. Ôm đàn đi chỗ khác hát. À, hát cho bạn nhậu nghe hả? Dạ cái đúng bạn rồi. Nhậu bạn nhậu, nhưng mà bạn nhậu nam hay bạn nhậu nữ? Bạn nhậu cá đôi. Cá nam cá nữ. Vậy sao em rủ vợ em đi luôn? Tại vì lúc đó là khó rủ quá vậy. Thế hơn nữa là đàn ông con trai ăn nhậu là người ta đi hát karaoke, người ta đi sàn này kia, tốn tiền tốn bạc tốn sức khỏe. Em cứ lấy cái đàn em ngồi đánh vừa tốn sức khỏe mà vừa tốn tiền. Đúng rồi. Hai bạn có em bé chưa? Dạ em có rồi, bé bữa nay được gần 1 tuổi. Nói tới chuyện có em bé không thì có một chuyện rất là vui. Em hay trách ảnh lắm, vô tâm, không chịu dẫn vợ đi đâu hết. Thế là hôm đó dẫn em đi nhậu, sau đó về cái em ói ảnh kêu chứ sao dạo này say lâu vậy, em ói hoài vậy. Cái em cứ ngạc nhiên kêu sao em cũng say lâu quá. Cái anh kêu chứ thôi mình đi hát khám thần kinh hay tiêu hóa được. Trời ơi. Chị vậy Thuận. Trời ơi, em cứ làm chị giật mình hoài Thuận. Cái biểu hiện ói đó là trước tiên là mình phải nghĩ tới cái vấn đề khác. Tại sao giỏi vợ đi khám thần kinh? Coi nhiều khi nó quan tâm quá, mình vô tâm chứ không phải là em vô tâm. Ủa, tức là em phải ói rất là lâu đúng không? Dạ. Đêm em, đó ói, đêm rồi qua ói, sáng hôm sau ói. Qua 5 ngày sau ngày nào 5 ngày sau vẫn ói. Nghĩ ra mà từ bữa nhậu tới 5 ngày sau người ta ói mà nghĩ người ta bị thần kinh gì trời. Vô tâm thiệt à. Thì nghĩ là không chẳng gì vậy, chắc bị thần kinh nên em. Sau khi sống với nhau vậy thì điều gì mà em muốn chồng em thay đổi? Em muốn ảnh phải chia sẻ nhiều hơn với vợ. Có chuyện gì đó là ảnh gánh một mình à, không bao giờ nói cho em biết hết. Vì sợ em buồn, em lo. Rồi cái điều mà em cần ảnh thay đổi nữa là khi nhậu đừng có ôm đàn đi đâu hết. Ôm em được ha. Còn em sao em? Trong cái đời sống hàng ngày thì em thấy vợ em có điều gì cần thay đổi không? Có thay đổi một cái là con rồi, cho nên mức điệu tí. Tí. Vợ em lúc nào nó ẻo quá, ẻo lại. Nghĩa là quá trẻ con. Còn chút cho trẻ con. Tin quá, nên mai mốt dạy con hơi khó. Tin quá.
tin quá, nhưng cái đó hay chứ bộ đâu có xấu đâu em. Con gái là phải vậy. Thực ra thì những cái mà hai bạn chưa vừa lòng về nhau á, theo chị á, thì điều đó không có gì to tát. Thực ra đó không phải là cái xấu, cái đó là cái lo xa của chồng thôi. Sợ nhiều khi á, vợ trẻ hoài rồi đẹp hoài như vậy á, rồi chồng đi xây dựng nhiều á, già sớm á, sợ mất vợ thôi. Nhưng mà kệ, mình thương chồng mình chút. Đi làm xa cực khổ quá thôi, mình bớt lại chút. Đó, còn chồng cũng vậy. Bây giờ á, cứ việc nói cho vợ nghe đi. Rồi còn á, đi nhậu á, dắt vợ theo. Chị nói thiệt với em á, có vợ đẹp hoặc chồng đẹp á, đi đâu cũng chỉ muốn dính sam thôi. Đúng rồi. Dính diện chứ bộ. Và đặc biệt là nhậu xỉn lên rồi bớt ôm đàn, ôm vợ. Vâng, xin cảm ơn Dân và Diễm đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, cảm ơn chị. Mời hai bạn trẻ giới thiệu về mình. Dạ, con tên là Trần Minh Trí. Năm nay con 26 tuổi và con đang làm kinh doanh về lĩnh vực vận tải. Vận tải? Dạ. Trí? Dạ. Con ở quận mấy Trí? Dạ, con ở quận 9. Quận 9. Dạ. Rồi, mời con. À, dạ con tên là Trần Ngọc Bảo Uyên, năm nay con 24 tuổi. À, dạ con ở Gò Vấp, với lại công việc của con là content creator. À, dạ, content creator. Dạ. Là trên các nền tảng mạng xã hội. Dạ đúng rồi. Thí dụ. Dạ như Facebook nè, TikTok rồi YouTube. Ồ, TikTok dạ. Của con được bao nhiêu người follow? Dạ mấy triệu? 500 mấy thôi ạ. À. Dạ. Rồi. À, rồi bây giờ chắc có lẽ là xem nè, xem TikTok cho nên là mến mộ cô này rồi là theo đuổi cô ấy đúng không? Cua cô ấy đúng không? Dạ không có. Là thực ra là con với vợ con gặp nhau cũng tình cờ lắm mấy chú. Là cách đây khoảng 2-3 năm trước thì là trong một buổi tiệc của một người bạn con thì là con mới gặp vợ con. Nhưng mà lúc đó gặp xong thì một đứa thì có người yêu, còn một đứa thì vẫn chưa có người yêu. Nghĩa là ở không đúng không? Dạ. Là con đó đúng không? Nhưng mà cũng không có ai để ý ai hết chú. Cái xong cái về. Về cái sau bẵng đi một thời gian khoảng 2 năm sau là lúc đó con có mở một cái nhà hàng. Đó thì lúc đó là bạn con mới book ngay vợ con tới quảng cáo cho nhà hàng của con. Dạ. À vậy dạ. Đó hả? Hả? Tức là lúc đó là con đã làm làm dạ. Content rồi. Dạ. Dạ. Và con tới để mà con review dạ. Cái nhà hàng của anh. Dạ. Dạ. Nhưng mà có nhận ra liền không? Dạ con, nhận ra. Con không có nhận ra. Nhưng mà cô hỏi nè, cái lúc đó là ảnh trả hậu hĩnh không? Dạ nói chung là tại vì cũng nói là người quen thì cũng không có hậu hĩnh lắm đâu cô, cũng không có đúng giá của con lắm đâu. Không hậu hĩnh lắm. Mà giờ cô hỏi thiệt nè, nhà hàng bán đồ ăn ngon không? Dạ cũng được, thì cũng tạm được. Tại vì con không có ấn tượng với ông này á. Sau này con quảng cáo xong rồi, cái bạn con mới nhắc là ủa không nhớ hả, hồi đó là có chung cái buổi đó không nhớ hả. Cái bạn con mới nhắc là cái ông mà chạy chiếc mô tô bự đó là con à, cái ông mà mới có nhớ. Cái xe đẹp đẹp á hả là con mới nhớ. Ủa nhưng mà cái lần đầu tiên các con gặp nhau đó là trong một cái dịp nào? Dạ một bữa tiệc ở nhà của một người bạn. Một bữa tiệc sao mà thấy chiếc mô tô? Dạ lúc đi về là đứng đợi về á chú. Kiểu mình lịch sự đợi ra lấy xe đi về chung nha. Nói nghe nè, cái lúc ông chạy mô tô về đó là ông chạy một mình ổng hay là có ai ngồi sao? Dạ con không để ý nữa, con chỉ nhìn chiếc xe mô tô là con thấy đẹp thôi. Em quên hả, bạn này nãy ra giới thiệu rồi. Có nghĩa là tụi con gặp nhau trong một bữa tiệc mà một đứa thì có người yêu, còn dạ. Đứa là ở không thì đó. Nó ở không đó. Nó ở không, không mà chạy mô tô đó. Bây giờ là ấn tượng là nhớ là ổng có chạy mô tô. Dạ. Thật ra là sao? Con nhớ cái mô tô thôi đúng dạ, không? Dạ con đúng đâu có nhớ con nó. Chỉ nhớ cái xe là. Tại vì thường á là cô mà thấy ai chạy mô tô cô hay nhìn cái mô tô, rồi sau đó cô mới nhìn người. Tại vì cái mô tô nó bự quá bự mà những cái tiếng nó bự chị mà. Sợ lắm, nhất là nó chạy vô hẻm á chị. Trời chị sợ lắm luôn. Nó nghe nè, rồi bây giờ cái nhà hàng của ảnh còn không? Dạ đã bay xong lúc mà dịch chú. Con review sao mà nhà hàng nó bay luôn vậy? Không phải, con nhớ con review xong mà con thấy lần nào con lên cũng đông lắm mà giúp dịch đúng dịch không? Dạ. Tại vì ông dẹp luôn đúng dạ, không? Dạ đúng dịch rồi. Là nó giật hết em ơi. Trời, không còn một cái gì mà có thể mà qua nó giật, được. Nó giật hai vợ chồng từ Sài Gòn mà ra Hà Nội sinh sống rồi làm ăn luôn. Tới giờ đó cặp đôi mà trước dạ. Con nè. Dạ. Rồi nó nghe nè. Rồi sau đó làm sao nhận ra được ổng rồi. Rồi con lúc con thấy cô gái TikToker này con có thấy cổ xinh không? Dạ cũng không á chú, là cái lúc mà con gặp lại rồi kìa lướt con kìa dạ. Lướt con kìa hả? Dạ tại vì lúc đó thì con mới mở quán là con bận phải tiếp khách nhiều, hầu như là tối nào con cũng phải lên tiếp khách để nhậu hết, thì con cũng gặp bạn này thoáng mà thôi, thì con chỉ nhớ là bạn này cười đẹp thôi chứ cũng không có gì. Là con gặp là lúc bạn ấy đang
đang làm việc hay là dạ, lúc mà làm việc xong rồi review cho quán con đó. Ừ thì dạ, là gặp thôi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì sau cái đó bao lâu thì con có cảm tình với bạn này để mà con chủ động con liên lạc? Tại vì phải tụi con phải có cảm tình nhau mới yêu nhau mới lấy nhau được chứ đúng không? Dạ, thì đúng. Cô chú muốn biết là cái đoạn nào, cái khúc nào mà hai đứa để ý nhau? Ờ chắc là gần Tết đó cô, cái là bạn con thấy bạn có đăng một cái cáp buồn. Thì kiểu như con hồi đó con hay đi lướt, con thả icon dạo. Dạo đó phải không? Ừ. Nên là con vô tình nó thả icon thôi, cái bạn mới rep icon đúng con, rồi hai đứa mới nói chuyện với nhau. Con thả icon gì vậy? Trái tim. Con tự nhiên người ta đang buồn rồi tự nhiên cái ha 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 ông nội ơi. Thả lộn không? Không chú ơi. Nó có trường hợp là bị bấm lộn. Dạ không, cái tại con coi cái đó con thấy mắc cười thiệt. Con thả rồi, nó nghe nè, khi mà con tự nhiên thấy thằng trai vô thả cái icon ha ha mà cái chuyện buồn của mình nữa, con thấy làm sao? Dạ cái đó con không phải là làm cái gì buồn hết á, con chỉ đăng cái là 5 giờ sáng, ý là con muốn nói là 5 giờ thì mới bắt đầu đi ngủ đó. Thì tự nhiên ổng vô ổng thả ha ha, mà trong đó tất cả mọi người không có một ai thả ha ha con hết. Cái con kêu ha ha cái gì con thả ha 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 cái gì cái ổng kêu là có gì đâu, thì anh thấy vậy mắc cười anh ha ha thôi. Là cái hai đứa con cứ kiểu nói chuyện qua lại nhưng mà với một cái tâm thế là dấm dẫn á đúng không, kiểu như là như hai đứa con trai vậy á cô. Nói chuyện mà cọc lắm chứ không phải giống như là một người con trai đang nói chuyện với một người con gái. Dạ. Nhưng mà lúc đó là tình trạng là con một mình hay là con vẫn đang quen? Dạ không, con lúc đó con một mình rồi, lúc mà con quảng cáo cho bạn này là con cũng đã một mình rồi. Rồi xong sao? Cô chú đang cần biết cái chỗ mà từ lúc nào mà tụi con cảm mến nhau? Là bạn đó mến con trước. Ủa? Bạn này hả? Dạ. Trời ơi, thiệt không? Sao con biết? Mở quyền. Sao con biết bạn mến con trước? Bạn nói thích con trước, nhưng mà cái lúc đó con bị sợ cái con... Khoan, xới anh nói vậy là sai rồi. Tự nhiên giờ con hỏi cô chú nha, hai đứa nói chuyện thì con thấy là thì nó ý là nói chuyện quá nhiều so với cái mức bạn bè bình thường. Tức là mấy ngày trôi qua đó phải không? Hay dạ đúng rồi. Buổi sáng đó thôi. Thì cái đó cũng gần dịp Tết, thì tính con á là con quý bạn bè hay gì là con sẽ mua quà tặng, tại vì cũng Tết nữa. Cái con mua tặng ổng cái nến thơm. Thì con chỉ tặng, tại vì con tặng nhiều người như vậy lắm chứ không phải là tặng nến thơm nhưng mình ổng đâu. Cái tự nhiên ổng nói con là ngộ nhận. Dạ đúng rồi, xong rồi tự nhiên cái con mới hỏi là ủa vậy anh có thích em hay không, sao tự nhiên hỏi vậy kỳ quá vậy. Ông hỏi sao? Ông hỏi sao? Thì hỏi là lúc đó anh nói là thôi đừng có thích anh nha gì á. Ôi. Thì cái vậy đó, cái con kêu là ủa mà sao tự nhiên hỏi như vậy, thì con mới đặt câu hỏi ra là ủa mắc gì hỏi vậy ta. Rồi con suy nghĩ nếu mà con quen ông này thì sao, nói chung con cũng mường tượng trong đầu á. Thì con mới hỏi là con mới muốn hỏi là bây giờ nếu mà anh thích em thì bây giờ tụi mình tìm hiểu, tại vì lúc đó con cũng sợ, có lúc con sợ mọi người, con sợ đàn ông lắm cô, con cảm thấy không có tin được ai hết trơn á đó. Lại con thấy ông này rất là đàng hoàng, thì con mới hỏi là còn nếu mà anh thích em không, thích thì mình tìm hiểu. Cái ổng mới kêu là không. Dạ cẩn thận vậy hả? Lúc đó là ổng đang chở con trên xe là chở con đi một vòng Sài Gòn luôn. Xe mô tô. Dạ xe hơi. Đi một vòng Sài Gòn luôn. Cái con hỏi là từ lúc mà chở là ở Gò Dốc chở về một vòng lại Gò Dốc lại, cái không. Không trả lời con, vậy đó. Sao kỳ vậy? Con giải thích cho cô tâm sinh lý của con lúc đó như thế nào. Mà dạ, với một con bé nó dễ thương đúng như rồi, vậy thiệt mà nó hỏi mình như vậy mà con trả lời một cái câu không, nô nô vậy hả? Đúng không? Dạ, không là nô nô đúng không? Đúng rồi. Xem cười nô nô thì chả em bất ngờ. Trời ơi. Em không? Trời chị đánh dần tiếng Anh ngộ ghê vậy á. Đúng không con? Không là nô nô đúng không? Đúng rồi, đúng đúng. Dạ tại vì là lúc đó là một phần là tại vì bạn này kiểu như là có nhiều cái mà con kiểu là con không dám tiến tới cô, kiểu như sao là, cái thứ nhất là bạn con cũng biết là bạn này cũng nổi tiếng đi, cũng là trên mạng cũng có nhiều người ấy. Với cái thứ hai nữa là bạn đó có hình xăm một xíu. Dạ thì cái xăm đó ở đâu? Là xăm ở đâu? Xăm mở tay thôi chứ không có ấy. Nhưng mà kiểu nhà con thì hơi khó nên là lúc đó con cũng hơi sợ là con mới không dám ấy. Là con ngại vì cái những cái đó thôi đúng không? Dạ con sợ là con đúng rồi con sợ. Mà con lúc đó con lớn rồi mà sao con lại sợ những cái điều đó? Con mới... ngại chứ mới sợ. Dạ, là ngại đó. Rồi là không rồi. Nhưng... khi mà con nghe cái không đó rồi cái cảm giác của con sao? Con nói thì con kêu không vậy thôi đừng nói chuyện nữa đi. Để mất, tại vì tính con cũng thẳng, con kêu vậy thôi đừng nói chuyện nhiều nữa, tại vì tự nhiên nói vậy mất thời gian của nhau. Ai cũng lớn hết trơn rồi. Nhưng mà con có hỏi tại sao anh lại trả lời không? Dạ không, tại người ta đã nói không rồi. Tự ái chứ đúng không? Dạ. Con chảnh lắm. Không thì thôi. Rồi sau đó nhà ai nấy ở? Dạ đúng, nhà con rồi, im sao? Lặng luôn. Thì tới lúc mà con im á thì ông này vô rep story con.
Rồi con hay đăng mấy cái ads ở trên Insta hay gì đó là vô hỏi, tự nhiên hỏi đô bạn nhậu được mấy lon. Trời rồi mà hỏi coi như thẳng thắn trên. Dạ đúng rồi, là hỏi trên mạng gì đó, rồi hỏi ba cái nhậu nhẹt rồi cứ kiếm chuyện với con nói gì đó. Mà lúc đó con bơ tầm tháng 2 tháng gì đó. Dạ. Rồi sao? Không nghĩ là tới mấy tháng luôn hả? Rồi cái ông bán bơ mấy tháng luôn. Dạ chắc cỡ 2 tháng rồi. Rồi. Cái cú twist nào mà để cho cô ấy chịu gặp lại con? Dạ thì con kiểu như là cái lúc mà bạn ngưng không nói chuyện với con nữa thì con kiểu là con mới cảm thấy là con có thích bạn này. Thiếu thốn đúng không? Thiếu chẳng qua chỉ là từ trước tới giờ là con mấy cái lý do là con tự nghĩ ra để con ấy lại thôi. Chứ thật ra là con có thích bạn này. Tức là con phải tự ức chế bản thân. Dạ đúng rồi. Thực sự là trong cái tiềm thức của con là con đã mê bạn rồi. Dạ. Nhưng mà con cố tình tự ảo tưởng, ảo giác mình là không, mình phải vững vàng đờ này kia nọ đúng không? Đúng dạ. Em. Đến khi mà con bị hụt hẫng con mới ngộ ra rằng trời ơi, tình yêu của mình đó mới là tình yêu của mình đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ con làm cách nào để mà con níu kéo lại? Thì con cũng nói chuyện lại với bạn thì cũng nhiều cũng mua Facebook đồ cho ăn cái thứ rồi xong rồi. Nhưng mà em có chịu gặp mặt không? Dạ, mua con đồ cũng là. Dạ con vẫn lấy đồ ăn bình thường. Kêu anh đưa đồ ăn cho em này, con vẫn xuống con lấy như nhưng bình thường. Nhưng mà thật ra là con cũng có cảm tình với ổng đúng không? Dạ thì đương nhiên là con cũng phải có cảm tình thì con mới cho cơ hội như rồi, vậy. Rồi trong cái khoảng thời gian đó nói thiệt đi, rồi có trai nào cua con nữa không? Dạ chắc cũng có à, cũng có sao được, nhỏ xinh vậy quá xinh với lại là nổi tiếng nữa đúng không? Dạ. Mà con có sợ cái điều đó không? Dạ có sợ điều đó cho nên là con mới bắt đầu là con mới tấn công rần rần đúng không? Đó. Dạ. Rồi sao nè, rồi bao nhiêu lâu thì tụi con chính thức quay lại với nhau? Dạ thì lúc mà có một lần á, là trước khi nói chung là cứ gửi đồ ăn qua cho con vậy, hoặc là đi làm cứ qua nhà con rồi đưa đồ ăn. Cái xong rồi có một hôm tự nhiên xỉn sai gì đó con không biết, tự nhiên cái nhắn anh nhớ em. Rồi sao? Cái con kêu ủa là sao? Tự nhiên cái giờ xỉn sai rồi anh chỉ đến bên vậy những ngày vui anh về nơi đâu vậy á? Dạ. Rồi đâu? Anh chỉ đến với em lúc sai rồi đó cô, thì con mới ủa là sao tự nhiên sai xỉn, tự nhiên nhắn cho tôi làm gì? Nhưng mà con không trả lời. Lúc dạ con nói vậy luôn, con hỏi vậy. Thật nhất đó. Dạ thì đó ổng mới nói giống y như chàng cô vậy đó. Lúc ổng thì sao? Sáng hôm đó đó. Hình như con nhớ là lúc con nhắn xong cái xíu sau là con thu hồi rồi con mới đúng rồi, tự nhiên thu hồi nhắn tin xong rồi thu hồi cô. Con cũng không biết sao nữa. Sao tâm lý con hỗn độn vậy hả? Tại vì lúc đó là con chưa cái khúc đó là con đã biết là con thích bạn này rồi nhưng mà con vẫn ngại những cái vấn đề kia nên là nó hơi bị lủng củng. Thôi bây giờ mình đốt giai đoạn đi, hỏi thẳng luôn nè. Đến khi nào hai bạn mới thật sự là yêu nhau và hai bạn thật sự là coi như là lộ luôn cái tình cảm cho tất cả mọi người? Dạ ổng rủ con đi nhậu, kêu thôi anh với em đi nhậu đi, cái đi ra nhậu cái xỉn cô xỉn quá trời, cái đi chở con về cái tới đầu hẻm cái kêu tới nhà cái kêu ê anh mắc vệ sinh quá cho anh đi kéo vệ sinh được không, cái tự nhiên cái con lên con dắt lên phòng, cái con đi vô con đi vệ sinh cái con ra thấy ổng nằm ngủ trên giường luôn cô, mà cái phòng con có cái sofa. Ủa con ở với ai? Dạ lúc đó là con ở ngoài, con ở nhà riêng. Dạ kêu tự nhiên cái con lớn nằm trên giường của con luôn. Cái nằm ngủ luôn, cái xong rồi thì giờ con cũng lên con nằm vậy đó, xong con quay con ủa ông này cũng xỉn thiệt đó ta, cái hồi đó con thấy quay qua hung con đó, con chỉ hung thôi luôn. Dạ thì con cũng thích mà. Mà ủa như vậy là con xỉn thiệt hay là con kiếm cớ thôi? Dạ con xỉn thiệt. Xỉn thiệt là thiệt nhưng mà vẫn còn nhận biết đúng không? Dạ nhưng mà cái khúc mà con xin lên đi vệ sinh là con xin thiệt. Cái xong con lên cái bạn dành cho bạn đi trước, cái con đợi bạn lâu cái con ngủ luôn. Con ngủ luôn. Dạ. Nhưng mà cái lúc mà con hung bạn là lúc đó con bớt xỉn chưa? Dạ chắc bớt rồi. Bớt rồi đúng không? Nên mình nhận thức được hết. Dạ. Rồi sáng hôm đó là sao? Dạ qua ngày hôm sau cái kiểu như là con cũng bị sợ. Rối tại vì trước giờ con chưa có biết kiểu tỏ tình như thế nào á. Nên chắc là cái con chưa dám nói luôn. Cái xong cái con đang suy nghĩ thì bạn mới nhắn cho con. Bạn nhắn như kiểu như là tại sao hôm qua anh hôn em vậy rồi anh lại im lặng. Nhưng mà thực sự là không phải là con im lặng mà là con chưa biết nói như thế nào. Dạ. Rồi như vậy tụi con yêu nhau trong bao lâu thì mới làm đám cưới? Bữa nãy cô nói mà cô quên rồi. Dạ con cưới vào tháng 9 năm ngoái thôi. Tháng 9 năm ngoái. Vậy là mới có 3 tháng à. Yêu nhau mới cưới nhưng mà yêu nhau được mấy bao lâu? Dạ tụi con quen nhau được 1 năm là tụi con quyết định cưới luôn á. Trong quá trình 1 năm yêu nhau thì có giận hờn chia tay chi chân gì không?
Dạ cũng có. Lý do chia tay? Có một lần là kiểu như là cái đợt đó là con đang bị Covid. Và bạn thì bạn bị Covid nên con ở nhà không có gặp nhau được đó, cô chú. Nên là thì con cũng ráng đợi tới ngày thứ 6 rồi. Là còn một ngày nữa là được gặp người yêu mình rồi chú. Đó con đang rất là vui luôn. Cái tự vô tình con lướt Facebook, cái con thấy một tấm hình tự nhiên cái mũi bạn này nó dài. Nó ngộ quá. Nó mà tại vì trước đó là bạn có nói con là xin con đi kiểu là đi tiêm mũi chỉ gì đó. Nhưng mà là con không có đồng ý thì hai bên cũng đã thống nhất với nhau là không có làm cái đó rồi. Mà bạn canh con bị cách ly, các bạn đi bạn tiêm luôn. Giống như có cơ hội. Con tiêm gì? Con tiêm nó giống như filler vậy, nó căng chỉ con. Thì tiêm mặt chứ đâu phải tiêm mũi. Dạ căng chỉ lên mũi. Là mình không cần phải mổ hết, đút cây chỉ là xong rồi. Là để con tranh thủ làm. Dạ. Rồi sao lúc đó? Kiểu lúc đó con bị sốc. Kiểu con thấy tấm hình cái con bị sốc. Cái con mới nhắn tin cho bạn. Cái con hỏi là kiểu là bữa giờ em có làm cái gì em giấu anh không? Mà con không có nói con. Cái không con mới gửi tấm hình qua. Là xong dính luôn. Cái bắt đầu mới nói em không có sữa, em chỉ là tim này nọ thôi. Rồi xong cái kiểu lúc đó thì con cũng chia tay. Con đòi chia tay? Dạ. Nhắn tin chia tay hả? Dạ. Tại chị gì? Tại con bị tại con nhìn cái mặt đó, nó không có vô. Nó không chia có vô. Em đi tìm chúng ta. Dạ. Vậy là chia tay trong bao lâu? Dạ chắc chia tay được ngày. Ngày. Dạ tại vì qua nào làm quê? Qua ngày hôm sau là con hết cách ly rồi. Thì cái bạn mới kêu con qua để nói chuyện. Ủa mà chia tay sao còn kêu tao qua nói chuyện? Dạ không, thì chồng con chia tay con nhưng mà con không có cam tâm tự nhiên. Nói cho rõ ràng cho dạ, không? Tự nhiên con làm cái đó thì con đẹp hơn thôi. Với lại một phần nó cũng không có phải là quá. Với lại cô biết cái mũi chỉ á, nó đâu có giữ hoài đâu. Nó tầm hả nửa năm, năm là hết trơn rồi. Mà tự nhiên cái chia tay vậy là sao con không cam tâm con kêu không qua. Con muốn kêu qua để coi là thật sự ở ngoài nó không có phải cao vuốt lên như vậy. Mà xong, qua thấy vợ thì sao? Thấy nhan sắc vợ sao? Nó vẫn cao thiệt, con không chấp nhận được. Nhưng mà kiểu như bạn cũng nói chuyện thì cũng khóc lóc, cái lát cái con xìu xuống cái nên thôi luôn. Thôi quê luôn. Tại bạn kêu là thời gian nữa nó tan ra là bình thường. Nhưng mà giờ cô hỏi thiệt con này, giờ con nhìn mũi vợ con đẹp không? Dạ cái này nó tan nó rồi. Nó tan hết rồi đó cô. Thì đó, chứ mà rõ ràng đẹp thì cái gì mới mà nó cũng phải có phải có thời gian để nó ấy lại chứ đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó cái mũi con sao? Dạ không, mũi con là như vậy nè. Nhưng mà là con thấy mấy bạn ở trên mạng kiểu mũi chung, cái mấy bạn Trung Quốc á, kiểu cái mũi cao lên mà nó bay vậy nè. Mà ba mẹ con thì là cấm không có cho con được đụng tới cái gì cái mặt hết. Mà thì con kiểu con lì á, con lén thì con chỉ muốn làm cho nó cao hơn một xíu vậy nè cô. Chẳng những ba mẹ cấm, bạn trai cũng cấm mà vẫn lì đi làm. Dạ thì đó. Nên nó đòi chia tay là đúng. Tại vợ con bị một cái là không phải là vợ con làm gì vợ con xấu, mà là vợ con nhìn người ta nên là vợ con muốn làm theo vậy đó chứ không có cần cái đó cô. Nhưng mà cũng nhờ khóc cho nên là thôi cho cơ hội lại đúng không? Không nhưng mà rõ ràng là đẹp mà, em nhìn đi đẹp rõ ràng luôn. Không giờ tan rồi mới đẹp đó. Cái mũi rất là đẹp mà tự nhiên nữa. Kiểu chồng con không có thích đụng chạm gì lên mà. Hôm bữa có một lần con có một cái chớp đi quảng cáo cho cái chỗ phẫu thuật thẩm mỹ là tiêm filler miệng. Cái lúc đầu á con nói chồng con là em mới được bút định hình môi, con đâu dám nói tim đâu, định hình môi thôi. Cái vừa tới cái ổng thấy bác sĩ cầm cái tim lên, cái ổng quay qua ổng hỏi bác sĩ là ủa rồi tim cái này là tim tan liền được không bác sĩ? Quay ra hỏi bác sĩ vậy luôn, cái bác sĩ kêu em yên tâm đi, tim cái này không có khác lắm đâu nha, thì mới chịu. Chứ đòi là con là quảng cáo xong là tim tan liền cái miệng con luôn. Tức là thích vợ để đẹp tự dạ, nhiên con thích đúng không? Bình thường tự nhiên đẹp quá trời quá đất luôn mà dạ. Đúng không? Nhưng mà sau đó là bắt đầu là bao lâu thì là cầu hôn với cô ấy? Dạ. Bây giờ thôi chú hỏi nè, có lãng mạn không, có tỏ tình, có làm có điều bất ngờ trong cái ngày mà cầu hôn không? Dạ chồng con thì không có gì lãng mạn hết. Nhưng mà tại vì con nói với chồng con á là thôi bây giờ em thích anh làm cái gì thì anh làm cái đó nha. Lẽ ví dụ con muốn là sinh nhật con anh làm gì vậy nè, là anh sẽ làm theo thì dạ, thôi con thấy vậy thôi cũng được. Thì cái hôm mà hỏi cưới con thì sao, có lặng dạ, không? Dạ cái lúc đó là Tết cô, hai đứa gọi điện, cái tự nhiên cũng tâm sự rồi nói chuyện tới 1-2 giờ sáng á, cái kiểu thôi anh thấy anh với em vậy cũng được rồi đó, thôi mình cưới đi. Nói qua điện thoại hả? Dạ tới giờ cũng không dạ. Lãng mạn quá ha. Kiểu là cái chuyện cưới hỏi của tôi ông bạn nó lẹ lắm cô. Kiểu là hỏi hai đứa hỏi ý nhau cái xong hai đứa ok, okay cái qua bữa sau con kêu ba mẹ con qua để bỏ rượu luôn. Mà cái lúc bỏ rượu rồi xong hết rồi cô, cái tới gần ngày đám hỏi rồi cái tự nhiên cái chị mới hỏi con là ủa anh vậy là mình cưới thiệt hả anh? Cái con tưởng ủa gì vậy em? Cái gì vậy?
Giỡn vô tư đi. Dạ. Mà mới tháng 9 đây là mới có mấy tháng hả? Dạ, mới 3 tháng. 12. Mới có 3 tháng. Dạ, 3 tháng. Con nắm hỏi là hồi lúc tháng... Tháng 5. Tháng 5. Ừ. Thì 4 tháng sau là đám cưới đó. Dạ. Đó. Trời, con hỏi không nữa. Ủa anh, vậy là mình cưới thiệt hả? Dạ. Tại con không nghĩ là lẹ vậy, con nghĩ là... Ví dụ qua hỏi thì cũng phải năm nữa hay gì mới thiệt sự là cưới. Nhưng mà con nghĩ là nhà của chồng con là làm nhanh làm liền vậy luôn. Là mới hôm nay cái qua hôm sau là có giấy tờ, có ngày định hết trơn rồi. Còn bên gia đình con thì sao? Dạ thì... Có khoái ảnh không? Dạ thì ba mẹ con gặp thì khoái lắm. Tại vì kêu mặt chồng con phúc hậu. Rồi kêu là nhìn tao nhìn á, tao thấy là nó thương mẹ, nó thương mày lắm. Nó thương mày lắm đó. Này tướng giàu nữa con ơi, nó giàu lắm. Cái lỗ mũi của nó kìa. Trời đất ơi, nó giàu lắm, lỗ tai, lỗ mũi gì đều hiển thị lên cái sự giàu có. Cái là chị nhìn cái trán nó... trán nó kìa. Thôi, con gặp đúng cái tùng cái bách rồi đó. Rồi. Mãn nguyện rồi. Rồi bây giờ nè, tới cái phần kia thì chị ơi. Ừ, đám cưới xong vui không? Dạ vui. Vui đúng không? Dạ, hai vui. Đứa mới có 3 tháng thôi. Dạ. Vậy là vẫn còn giếm được cái tật xấu của mình không, hay là cũng lòi đã hết. Dạ, lòi. Cũng đã hơi dạ, lòi hết. Lòi hết luôn. Bây giờ đứa nào kể? Bây giờ ai kể trước đây? Kể trước đó. Chồng của con là con nhìn rất là điềm đạm với lại hiền đúng không? Nhưng mà lúc mà cưới về xong rồi con mới phát hiện lòi ra cái thói sân si. Tự nhiên sân si hả? Dạ. Tự nhiên cái tụi con đang chạy xe ngoài đường vậy nè. Cái tự nhiên có một cái bạn kia thì mang một cái ba lô, thì bạn có in hình người yêu của bạn lên cái ba lô đó. Cái tự nhiên chồng con quay qua kêu: "Ê em kiểu thương nhau quá trời em ha." Cái tự nhiên cứ nói con ao con vậy. "Ở em người ta kìa, trời thương nhau quá trời em." Ý là nói là thương quá ha, để hình lên mà cái kiểu lấy hình đúng. Dạ đúng rồi, cái mặt sân si mà ra dẻ đó, cái mặt rất là sân si. Dạ đúng rồi. Con biết sao chồng con lúc mà cưới xong mới lòi ra cái đó nữa. Ừ, nghĩa là bạn rất bên ổng rất sân si đúng không? Rồi tiếp tục. Sao ta, con thấy chồng con có lượm thượm không? Dạ có, là lượm thượm lắm. Là chắc là quen con xong mà con mua đồ cho mặc là rồi con chỉ là mới làm. Còn chồng là không có biết ăn mặc rồi mập vậy đó, mà cũng hay bận mấy cái đồ body rồi lòi mấy cái bụng. Dạ đúng rồi, hay thích như vậy đó, con biết style gì nữa. Không có mặc body đâu. Cho nên là lúc mà cưới xong mà con bắt là phải gọn gàng tươm tất lên, rồi lỡ dù mình đi ra đường hay gì đó thì đó, thì chắc vậy thôi quá, chắc tật xấu quá vậy thôi. Có vậy thôi hả? Chắc chồng con kể thì hồi con nhớ ra rồi con mới nói nghe nè. Ví dụ con á bây giờ vẫn là một hot TikToker, một người nổi tiếng trên mạng đúng không? Vậy thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều fan hâm mộ, trong đó là fan nam chắc chắn là nhiều hơn. Không có ghen không? Dạ hình như là không, tại mấy fan nam mấy con không có thấy comment. Thì thường cái nào con thấy của mình là con trả lời thay vợ con hết rồi. À, vậy là có đó. Không có ghen đó chị. Đọc tâm cái comment. Trả lời giùm thôi chứ không có ghen. Mà thường trả con trả lời sao? Chắc cọc lóc lắm đúng không? Hoặc là xóa luôn á. Sân si, trả lời một cách sân si cô chú. Hôm bữa có ai nói gì đụng chạm với là chị ơi, trả lời một cách rất là sân si, một cách rất là khó chịu người ta. Mà con thôi kệ, anh muốn trả lời vậy. Ví dụ như là fan nam đi. Trời ơi chị ơi, hoặc là bé ơi bé đẹp quá. Thì ông vô ông sẽ comment lại: "Thay mặt chồng em cảm ơn anh." Dạ bình thường là trả lời cũng nhẹ rồi. Ví dụ tụi con đi ở ngoài á cô, thì cô cũng biết là trong mình đi làm thì nam nữ thì gặp nhau thì cũng không có phải là giữ khoảng cách lắm giống như những người ở ngoài. Thì cũng kiểu thân vậy. Mà ví dụ chồng con mà thấy chồng con bắt đầu lại ôm rồi bắt đầu hung con là con biết rồi, là con biết là chắc ổng dòm thấy một cái gì đó rồi, cho nên ổng lại ổng sát chứng tỏ cho. Dạ đúng rồi, biết là qua đã có chủ rồi nha mấy chị đó là già. Rồi bây giờ mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì nè? Dạ chắc con bây giờ thì con chỉ mong là sau này con có em bé hay là cái gì đó thì ông xã cứ như bây giờ là được. Tại vì con thấy là bây giờ là chồng con đã làm tất cả mọi thứ theo ý con. Giống như là con không thích chồng con làm gì là con nói, là con thấy cái sự thay đổi luôn, chứ không phải là rồi thôi. Ở chồng con là con thấy có một cái sự thay đổi rất là rõ rệt luôn, là con muốn cái gì là rất là chiều. Cho nên con thấy là thôi có con thì cứ giữ vậy thôi là thấy được rồi. Viên mãn hạnh phúc. Dạ đúng luôn. Rồi. Bây giờ là con đủ rồi ha. Dạ. Lắng nghe vợ và thay đổi đúng không? Và thay đổi tốt. Dạ. Đúng không? Rồi. Bây giờ tới con đó. Dạ còn về vợ con thì từ lúc cưới về thì nhiều lắm chú. Kiểu là vợ con có nhiều cái bệnh bà ngộ lắm, mà trước giờ con không có thấy. Kiểu như là vợ con bị một cái là hay quên, nhưng mà là như là mình nhớ đúng vậy đó. Là con ví dụ một chị đơn giản đó, là ví dụ vợ con kêu con lấy cái này đi,
Mà con vừa lấy cái này con để ở đây xong, cái bà đi đâu một vòng quay lại, ủa sao anh lại lấy cái đó để ở đây? Cái con yêu, em mới kêu anh làm như vậy luôn. Mà con yêu, không có, em đâu có kêu anh làm vậy, nào giờ em đâu có kêu vậy bây giờ. Đó, là kiểu vậy luôn không? Hay quên, mà luôn mà tỏ ra mình là nhớ đúng. Dạ. Tưởng như là bệnh nặng. Hay quên, nhưng tưởng như mình là người nhớ đúng. Luôn nhớ, ừ, dạ. Hoặc là nhớ đúng, chết cha. Này hơi bị khó đó con, nó như vậy là nó trong cái là này. Bệnh lý rồi. Cái bệnh lý rồi. Cái nhiều cái mà nhiều khi con muốn đặt camera trong nhà luôn không? Là kiểu như là để cái đó mình quay lại, tại không quay lại nói không có được. Con nên đặt camera ở phòng bếp là một nè. Phòng khách là hai nè. Đó là sẽ lòi ra cái mà cái gì người cần quên phải nhớ, người cần nhớ mới quên gì đó đại khái là... Mà con phải ghi âm nữa nghe, có nghĩa là phải có cái micro nữa. Yeah. Đó, để mình mở lại là mình thấy hết trơn á. Yeah. Rồi sao rồi. Nữa nè. Với có một cái là tính vợ con là hay bị cọc. Mà cọc nhiều cái kiểu là kỳ theo cảm tính đúng không? Mà mỗi lần cọc lên á thì vợ sẽ kiểu là ăn nói nó hơi bị cọc lóc xíu. Kiểu như là giống như một sự việc như vậy là bữa sáng đó con dậy sớm đi. Cái con mới đi ăn sáng. Ăn sáng con mới mua đồ ăn sáng cho vợ con. Đó là con biết bà thích ăn bánh canh. Thì con chỉ biết mua bánh canh thôi, tại bà này mua sai ý bà là bà sẽ nói mình là con biết vậy, con trừ hao con mua bánh canh luôn. Cái xong cái con về, cái con phơi đồ luôn. Cái xong con mới lát nữa bà dậy. Cái con biết bà em xuống đi ăn bánh canh đi, anh mua bánh canh cho em kìa. Cái bà kêu là ủa ba em mới ăn bánh canh rồi giờ anh mua bánh canh gì nữa. Sao anh kỳ quá vậy trời, có vậy cũng biết nữa. Mà trong khi đó là sáng là mình đã dậy sớm, mình để cho bà ngủ rồi, mình làm hết tất cả mọi thứ luôn. Đó, cái xong cái vậy là cọc lên như vậy đó. Mà con không nhớ hôm qua nó mới ăn bánh canh hả? Dạ không. Tại vì là hôm qua là mẹ chồng mua cho con ăn. Dạ đúng rồi, nó không nhớ. Vậy làm sao? Nó không nhớ rồi, đúng rồi. Thì con đâu có, thì con đang ngủ tự nhiên cái em dạng bánh canh đi, cái con đang ngủ nữa. Cái gì? Bánh canh hôm qua người ta mới ăn rồi mà hôm nay còn bắt ăn bánh canh nữa, sao người ta chịu nổi? Đó là con cọc luôn. Mà hai chồng là đang ở chung với ba mẹ chồng. Dạ. À. Rồi con có sợ làm dâu không? Dạ đó là cái là con sợ á, tại vì thật sự là ở nhà con ba mẹ cũng cưng chiều con á, là lúc mà con ra ở riêng á thì cũng có người, con cũng có muốn cái cô á cổ giúp việc cho con á, rồi hoặc là con chỉ biết làm những việc cơ bản thôi, con không có khéo, con cũng không giỏi gì hết, thì con sợ. Với lại là bên đây là ở với ba mẹ chồng, ở với ông bà nội luôn. Dạ là nhiều thế hệ ở trong một cái căn nhà á. Ba thế hệ đó. Dạ con sợ lắm, nhưng mà lúc mà con qua thì con thấy là mọi người dễ ẹc à. Lúc con bây giờ con về luôn là tới giờ luôn là mẹ chồng dở nấu cơm, mẹ con dậy con ăn thôi, nhiệm vụ của con đó là... sáng mẹ chồng mua cho bánh canh là biết rồi đó. Con dậy con rửa chén rồi, nói chung là bà ông bà nội cũng rất là dễ luôn. Dạ cho nên là con mới đỡ áp lực, chứ lúc đầu về là con sợ lắm, con còn cắm nồi cơm bị sống cơm nữa. Dạ cái con... gì nồi cơm điện mà con cắm sống được là con hay lắm á. Dạ chứ còn nồi cơm điện á mà ít khi nào nấu sống được con... lắm em. Chắc quên bấm đó chị. Con không biết sao nữa, ý là bình thường con vẫn nấu cơm được, mà hôm đó là chắc giờ mẹ chồng con mới biết á, là tụi con đi chơi tới sáng mới về, hai vợ chồng đi chơi tới sáng mới về. Cái xong rồi con mới thôi mình đi chơi tới sáng vậy rồi thấy tội lỗi quá, thôi để vợ vô, vợ rửa chén cái rồi vợ cắm cơm. Cái con cắm cơm xong rồi lên rồi ngủ tới trưa. Cái lúc con đi xuống là mẹ chồng con tưởng là con mới đi làm về, mẹ chồng con mới lại nói con hôm mấy mốt con bận á thì con có để đi mẹ nấu cho, chứ con cắm nồi cơm sống vậy là tới 2-3 giờ 3 mới có ăn cơm ăn. Ồ vậy có nghĩa là quên bấm ha, cắm. Dạ, có thể là cái nồi cơm đó nó nhiều chức năng á, lộn nút á nên là nó sống. Rồi bây giờ mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? À, mẹ con á mong muốn vợ thay đổi điều gì? Con thì con chỉ mong vợ con là lúc nóng giận thì vợ con nên kiểu như là kiềm chế cái lời nói mình lại. Kiềm chế lại. Đừng có nói những cái gì kiểu là nặng nề quá thì làm nhau bị buồn thôi. Bị tổn thương đúng không? Bị tổn thương. Thực ra cô thấy gì nè, bây giờ hiện giờ tụi con đang thực sự nha, không phải con đâu mà bất cứ ai cũng vậy, nếu mà sống trong một gia đình ba thế hệ là sẽ phải khéo lắm á. Dạ. Phải khéo léo lắm á, chứ không có mình không có sống theo kiểu mà bản năng của mình được đâu. Dạ. Phải nhìn trước, nhìn sau, nhìn qua, nhìn lại, nhìn trên, nhìn dưới. Chứ mình không có sống như là chỉ có hai đứa được. Dạ. Đúng không? Dạ. Thành ra là tạm thời á thì là những cái gì mà hai vợ chồng mà đó như là con có nóng nảy hay là này kia nọ đó thì ở trong phòng, hai vợ chồng riêng ở trong phòng thôi. Và có giận nhau mấy đi chăng nữa cũng phải là điều chỉnh volume vừa đủ nghe cho hai vợ chồng thôi. Tại vì sao biết không? Thường á tâm lý của những ông bố bà mẹ
là nếu hai đứa tụi con mà hạnh phúc đó là ông bố mẹ vui lắm. Dạ. Vui và hạnh phúc lắm luôn. Rồi cái hạnh phúc của bố mẹ sẽ lan tỏa đến ông bà nội luôn. Đúng dạ. không? Nhưng mà tụi con mà gây lộn nhau nhiều là bố mẹ buồn á, rồi sợ hãi á. Thì sợ hãi cái chuyện dạ. hạnh phúc của tụi con đó. Dạ. Thành ra là phải khéo cái chuyện đó nghe không? Dạ. dạ. Rồi còn nữa, mặc dù bây giờ là mẹ nấu cơm cho con. Dạ. Nhưng mà mình cũng phải từ từ mình học. Dạ. Bắt buộc phải từ từ học, tại sau này mình còn phải lo cho con mình nữa. Đúng không? Dạ. Thì mình cố gắng trong thời gian mình còn chưa có em bé đó thì mình học đi, học trên mạng cũng được, học mẹ cũng được. Những cái lúc mà mẹ nấu á, mình vừa học có lợi cho riêng bản thân mình dạ. mà mình lại vừa một công đôi chuyện lấy điểm với mẹ nữa. Dạ. Đúng không? Ừ. Làm chung với mẹ là mẹ sung sướng, mẹ hạnh phúc lắm. Dạ, ok. Đúng. Dạ đúng rồi, bình thường con mà xuống phụ mẹ á, cái mẹ kêu là con phụ mẹ không được, không biết con ngồi con nói chuyện với mẹ không vậy á, mẹ cũng chịu nữa. Mẹ có nói mẹ vậy á. Lắm á. Ừ. Dạ. Con cứ lụm rau, lụm dưa này kia nọ rồi xong nghiến nghiến coi mẹ nấu cái định lượng của mẹ như thế nào này kia nọ, mình học được cho riêng bản thân mình. Nha. Nấu một bữa ăn bất ngờ tặng mẹ. Đúng rồi, còn bây giờ hai đứa cứ chơi thoải mái đi. Dạ. Còn trẻ quá. Đúng rồi. Mới lấy nhau được có 3 tháng. Nghe. Chơi đi. Rồi tận hưởng cuộc sống này nghe. Rồi xin cảm ơn hai bà chồng ha.